Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Huyện Thạch Thành phát triển nghề nuôi ong lấy mật, mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân. Một nhà nông cần biết hôm nay sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng hoa cúc vụ xuân hè. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Tại dự thảo chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030 tầm nhìn đến năm 2040, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đặt ra mục tiêu mức tăng trưởng giai đoạn 2020-2025 trung bình từ 4 đến 5% một năm, giai đoạn 2026-2030 trung bình từ 3 đến 4% một năm. Theo đó, đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực để thực hiện được mục tiêu trên theo các chuyên gia việt nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đó phải phát huy tốt vai trò chủ thể sản xuất tạo điều kiện để phân bố sức lao động hợp lý phù hợp với khả năng trình độ của người lao động trong ngành chăn nuôi đồng thời cần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi đây vừa là điều kiện vừa là môi trường của kinh tế hàng hóa nên cần đa dạng và phong phú thị trường đó có thể là các doanh nghiệp công nghiệp, các cơ sở công nghiệp chế biến, các doanh nghiệp thương mại, các nhà bán buôn, bán lẻ, các đại lý và những người tiêu dùng. Một trong những giải pháp không thể thiếu đó là phát triển khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ nền chăn nuôi tự cung tự cấp sang chăn nuôi hiện đại, công nghệ cao. Bò thịt chất lượng cao là một trong năm đối tượng con nuôi chủ lực trong phát triển chăn nuôi của tỉnh Thanh Hóa. Chăn nuôi bò có thể tận dụng được nguồn thức ăn từ các phụ phẩm nông nghiệp chi phí ít, rủi ro thấp, hiệu quả kinh tế đạt cao và đang được nhiều địa phương trong tỉnh phát triển trong những năm gần đây. Để phát triển nuôi bò thịt chất lượng cao, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang khuyến khích các tổ chức hộ chăn nuôi tăng số lượng, nâng cao năng suất, chất lượng cho đàn bò thịt thông qua việc ứng dụng công nghệ đưa các giống bò cao sản chất lượng cao vào phối giống. Đồng thời khuyến khích các hộ chăn nuôi thực hiện lai kinh tế giữa bò chuyên dụng thịt với giống bò vàng thanh hóa để đàn bò được xin hóa, hoặc dê bu hóa để nâng cao tầm vóc của con lại F1, cải tiến năng suất chất lượng thịt. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh phát triển diện tích trồng cây thức ăn chăn nuôi, chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi và đầu tư chăn nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao. Xây dựng các mô hình chăn nuôi bò thịt theo chuỗi, phát triển mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa người chăn nuôi bò thịt với các doanh nghiệp, tổ chức chăn nuôi. Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp nên đàn bò thịt chất lượng cao trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng cao. Tính đến hết tháng 2 năm 2020, tổng đàn bò thịt chất lượng cao toàn tỉnh đã đạt trên 70.000 con. Năng suất của đàn bò thịt chất lượng cao cũng tăng từ 30 đến 35% so với giống bò bản địa. Sau một năm triển khai thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, xã Hoàng Lưu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tích tụ được hơn 20 ha sản xuất rau củ xuất khẩu. Theo chỉ tiêu của huyện Hoàng hóa giao, năm 2019, xã Hoàng Lưu đã tuyên truyền vận động cho nông dân dồn đổi, tích tụ ruộng đất và thực hiện liên kết với công ty trách nhiệm hạn phát triển nông nghiệp Kim Huy Việt Nam là mô hình trồng rau củ công nghệ cao xuất khẩu. Trong đó, người dân sẽ cho doanh nghiệp thuê đất với giá gần 40 triệu đồng một hecta một năm và các hộ sẽ trực tiếp tham gia sản xuất cho công ty với mức lương từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ nâng cao thu nhập Thông qua mô hình này, nông dân còn được nâng cao kỹ thuật canh tác, hướng đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Năm 2020, xã Hoàng Lưu có kế hoạch tích tụ thêm 15 ha để làm cánh đồng mẫu lớn chuyên sản xuất cà rốt xuất khẩu, nâng cao giá trị canh tác trên đơn vị sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, Phát huy lợi thế của huyện miền núi với nhiều loại cây lâm sản và cây ăn quả, những năm qua, huyện Thạch Thành đã khuyến khích các hộ dân phát triển mô hình nuôi ong lấy mật. Đến nay, nghề nuôi ong lấy mật đang mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo của địa phương. Gia đình anh Nguyễn Văn Hưởng ở thôn Hợp Tiến, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật đã hơn 10 năm. Ban đầu, gia đình chỉ nuôi ong theo phương pháp truyền thống với quy mô nhỏ. Nhận thấy vùng đất quê hương mình có nhiều điều kiện thuận lợi, để đẩy mạnh phát triển nghề nuôi ong, anh Hưởng đã mạnh dạn tìm hiểu, nghiên cứu và học hỏi cách làm hay của các mô hình nuôi ong ở nhiều địa phương để mở rộng quy mô lên hơn 700 đàn ong. Đồng thời đầu tư máy móc công nghệ hiện đại để chế biến mật ong. Nhờ đó, sản phẩm mật ong của gia đình anh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, có tem nhãn, cấp mã vạch sở hữu trí tuệ và công nhận đạt 3 sao sản phẩm ô cốp thanh hóa. Trung bình mỗi năm, gia đình anh hưởng sản xuất được hơn 10 tấn mật ong, tương đương doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Để cho mật nó đảm bảo hơn nữa thì là mình đã đầu tư cái hệ thống xử lý máy xử lý gồm có máy xử lý men để xử lý các cái men và cái nấm vi sinh và máy hạ thịt phần. Ngoài ra thì mình có đầu tư cái hệ thống lọc là cái lọc thô và cái lọc siêu mịn. Hiện nay Thạch Thành là huyện có tổng đàn ong lớn nhất của tỉnh với gần 50.000 đàn, phát triển ở 24 xã, mỗi năm thu hoạch trên 300.000 kg mật. Do tận dụng được nguồn mật từ phấn hoa của các loại cây lâm sản và cây ăn quả trên địa bàn nên đàn ong mật phát triển tốt, cho lượng mật cao, chất lượng tốt. Để nghề nuôi ong lấy mật phát triển bền vững, huyện Thạch Thành đã tổ chức cho người dân địa phương tham gia nhiều lớp tập huấn, học hỏi kỹ thuật chăm sóc, đồng thời khuyến khích thành lập các câu lạc bộ hợp tác xã nuôi ong để cùng liên kết hỗ trợ nhau sản xuất, tạo ra sản phẩm thương hiệu ổn định, tăng giá trị kinh tế của mật ong. Theo các hộ nuôi ong nơi đây, nghề nuôi ong không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, không vất vả nên nông dân có thể tranh thủ làm lúc nông nhàn. Mỗi ngày, người nuôi chỉ cần bỏ ra khoảng từ 2 đến 3 giờ để chăm sóc vệ sinh thùng ong. Tuy nhiên trong quá trình chăm sóc, đòi hỏi người nuôi phải cẩn thận, kiên trì tỉ mỉ và nắm rõ đặc tính của ong để có chế độ chăm sóc phù hợp từng giai đoạn từng mùa. Từ đầu tiên là tôi cũng chỉ có một đàn thôi, vì thấy người ta nuôi được thì tôi cũng học là tập là nuôi có một đàn thôi. Sau khi tôi nuôi xong bắt đầu là lúc đó tôi thấy nó có hiệu quả là vì cái lý do là có một đàn nhưng mà một đàn nhưng mà một vụ hoa là tôi làm cho 40 chai mật cơ, cho nên nó nhiều. Thế sau đó rồi vừa học tập vừa kinh nghiệm, sau đó là chúng tôi mới phát triển lên. Giờ chúng tôi nhân ra đến bây giờ thì đúng là cái về cá nhân tôi thì cũng đang đây cũng đang khoảng có khoảng 150 đàn đây rồi. Mật ong là thu hoạch được nhiều, rồi cái đầu giờ tiêu thụ coi như là còn hạn chế. Cho nên bản thân cũng suy nghĩ rồi cũng vận động tuyên truyền là thành lập cái hợp tác xã nuôi ong để làm thế nào coi như là xây dựng được cái thương hiệu mật ong của Thành Kim để coi như là đưa ra thị trường để cho nó ổn định. Từ hiệu quả nghề nuôi ong lấy mật, huyện Thạch Thành đang tiếp tục khuyến khích các hộ duy trì và phát triển mô hình này, tập trung theo hình thức liên kết hợp tác xã. Ngoài lợi ích kinh tế, nghề nuôi ong lấy mật ở huyện Thạch Thành còn góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương, đồng thời nuôi ong còn giúp thụ phấn cho cây trồng, tăng năng suất, chất lượng mùa màng, bảo vệ tính đa dạng sinh học của các loài thực vật và bảo vệ môi trường sinh thái. Thưa quý vị, bà con và các bạn, bắt đầu tháng 3 dương lịch, nông dân sẽ bắt đầu xuống giống hoa cúc vụ xuân hè. Để hoa sinh trưởng phát triển tốt, hoa nở đẹp, bà con cần thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật ngay từ khi trồng. Đất trồng hoa, đất phù hợp để trồng hoa cúc là đất thịt nhẹ, tơi xốp, đặc biệt là đất phù sa mới bề mặt bằng phẳng, thoát nước tốt, có nguồn nước tưới không bị ô nhiễm. Trước khi gieo trồng bà con chú ý, đất phải được cày sâu bừa kỹ cho tơi xốp, thuận lợi cho các vi sinh vật có ích hoạt động mạnh và quá trình bón phân tới nước sau này cũng thấm hơn. Sau khi đã làm tơi đất, bà con tiến hành bón phân lót cho đất. Bước này là giúp tăng độ dinh dưỡng của đất, hạt giống khi gieo trồng có được điều kiện nền tảng tốt nhất để sinh trưởng. Cách trồng hoa có nhiều cách để trồng cúc, tuy nhiên bà con nên sử dụng phương pháp dâm cành để đạt được hiệu quả tốt nhất. Để tỷ lệ cây sống cao, bà con nên sử dụng cây hoa cúc để dâm cành với chiều cao khoảng từ 5 đến 7 cm, có 5 đến 7 lá, đường kính thân 0,2 cm, rễ dài thì 0,5 đến 3 cm, số rễ nhỏ hơn 4 cm, khoảng cách đối với loại cúc một bông là 15 cm nhân 12 cm. Cúc hoa trung bình thân bụi là 10 cm nhân 30 cm và cúc hoa nhỏ là 50 cm nhân 60 cm. Hoa cúc rất nhạy cảm với nhiệt độ môi trường nên chỉ trồng hoa vào buổi sáng sớm hoặc thời điểm tiết trời dâm mát trước khi trồng tưới nước cho mặt luống đủ ẩm 75%. Bà con tưới ẩm mặt đất trồng, đào một hốc rồi nhẹ nhàng đặt cành dâm vào, phủ hỗn hợp mùn cưa và đất lên và ấn nhẹ để đất bám chặt vào cây. Lưu ý quan trọng là khi trồng cúc không được trồng các cây sát nhau, khoảng cách ít nhất là 15cm để cây có không gian phát triển và tránh trường hợp các cây mọc trên chúc nhau sẽ còi cọc không nở hoa đẹp phải thường xuyên làm cỏ, sới sáo và vun luống. Việc sới sáo, vun quanh gốc chỉ cần khi cây cúc còn nhỏ. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và gặp lại. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh youtube của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa.